lập hệ thanh ni bát căn xa hà dằng xa thình cha rằng xa thứ vi hà đi thì rằng a phi phiêu gia sáp bà ni bà rê xa già ni cha rầy gia tệ na tham anh nô xa tì mà xa chề la phê na ni xa chề la phê thanh ni bát căn xa hà dằng xa thình cha rằng xa thứ vi hà đi thì rằng a phiêu a phi phiêu gia sáp bà ni bà rê xa già ni cha rầy gia tề na tâm anh nô sa tì ma sa chề là phề thanh ni bát căn sa hà dằng sa thịnh cha rằng sa tu vi hà ri thị rằng a phi phiêu gia sáp bà ni bà rê sa già ni cha rầy gia tề na tâm anh nô sa tì ma nếu được bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành nhiếp phục mọi hiểm nguy hoan hỷ sống chánh niệm. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Sa chế la phê tha ni ba căn sa ha văn sa thêm cha răng sa thù y ha đi thi răng a phi phiêu gia sa ma ni ba đi gia sa ni cha rai gia te a ta ma no sa ti ma sa che la phê tha ni ba căn sa ha văn sa thiên cha răng sa thù vi ha đi thi rằng a vị phiêu gia sa ma ni ba rin sa gia ni cha rai gia te na tam no sa ti ma sa che la phê tha ni ba căn sa ha văn sa thiên cha răng sa thù vi ha di thi răng a phi phiêu gia gia a phi phiêu gia sa ma ni ba rít sa gia ni cha cha rai cha tê na tha ma nô sa ti ma. Ô, mình chào thích men vừa vào đạo tràng. Men có nghe được âm thanh của Nhật Quỳnh không? Có thể cầm mic được không? Xin mời bằng tay nha. Ra đi bên Đức, ra đi trên bước đường đời, gặp được thiện trí sẵn, gặp được thiện trí đáng người làm quen, học chân thật, học diệu hiền, kết bằng vui sống vượt miền hiểm nguy, xa xăm dặn dặm độc hành, kết bạn thiện sĩ phúc lành nậm thai, học tâm học trí đủ đầy, an chánh niệm vượt ngay hiểm nghèo. Và đây là bản hộ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nam Anh có cầm mic được không? Nam Anh, tại hôm nay sư mới vào đạo tràng, sư mới về tới nên Nhật Quỳnh muốn kéo dài thời gian cho sư nghỉ chút xíu để hối sư, sư không kịp. Dạ, không kịp dùng nước. Rồi mời Nam Anh nha. Alo. Alo. Dạ cho con hỏi đạo tràng có nghe tiếng của con không? Alo, dạ cho con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số số 328. Số 328. Dạ dạ con cảm ơn. Để con kéo cái bài xuống. Sa chề lá phê tha ni ba căn sa hà dằng sa thình cha rằng sa thu vi hà ri thì rằng a phi vì gia sắp bà ni ba ri sa già ni cha rầy gia tệ áp cha rầy gia tệ nắp áp tâm cho con xin lỗi cha rầy
cha rầy gia tề nát tamano sati sati mà cho con xin phép được đọc lại. Dạ. Sát chề lắp phê sát chề lắp phê thanh y bác cằn xa hà dằn sát thình cha rằng xà thu y hà đi thì rằng a phi vì giác sắp bà ni ba ri sát ba ri sa già ni cha rầy gia tề còn không thấy cha rầy gia tề nát tamano sát tì mà sát chề lắp về tha ni ba cần sa hà dằng sát thình cha rằng xà thu vi hà ri thì rằng a phi vì giác sắp bà ni ba ri sa già ni cha rầy giác tề nắp a tamano sát tì mà nếu được bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành nhiếp phục mọi hiểm nguy hoan hỷ sống chánh niệm. Dạ con xin xuống mic, xin mời các vị khác. Dạ. Dạ, sa thủ lành thai. Kính cảm ơn Sít Thầy Mang rất là nhiều. Vừa vào đó tràng, thì bị Nhật Quỳnh níu áo. Dạ, năm mô bích thai, dạ. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn Sister Mankul Amin, em Sister Sương Mai, cảm ơn Quỳnh Bát Thà Ná, Sister Trần Đạo, Sister Rạng Đông đã hoan hỷ lên ông bài. Dạ, bây giờ con nghĩ chư sư chắc cũng tạm được rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng, cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được để được Pháp tính. Và thượng tọa tự quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Quỳnh Bát Thà Ná cho bài học. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha, dạ. Nam mô Tham Ma, dạ. Nam mô Sang Kha, dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Đà Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Đà Sa Nam mô Ta sa pha ga va to arahato samma sambuddha sa chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng cho hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vật ngậm ngùi khẩn quản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy trinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị hù dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập ma đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn nam mô bích tha giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh con xin thay mặt đạo tràng thánh kính đảnh lễ cung thịnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Dạ, nếu mà sư có điều khuyết cho thượng tọa tuệ quyền thì sư cho chúng con biết được để chúng con có thể sửa banner lại. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam Sang Kha Giá.
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Dạ, để cái banner như vậy đi, không có sao hết. Chúng tôi bây giờ thì cũng 50-50, có nghĩa là Thượng Tọa Tây Quyền cũng mệt. Không có, không biết là một chút có vào được hay không. Còn chúng tôi thì cũng mệt, nhưng mà do lớp học chúng tôi đảm trách, chúng tôi phải cố gắng này. Ngày hôm nay thì cả buổi trưa tới giờ này, chúng tôi cùng với các vị sư họp với nhau để năm nay sẽ tổ chức trùng tụng Tam Tạng Thánh Điển tại chùa Bủ Long. Và tang lễ thì đã xong rồi, bây giờ thì còn những cái việc cũng rất là lớn, sắp sửa đến mùa lễ dân y cà thiên ná, và cũng một việc cũng rất là quan trọng nữa là bây giờ chúng tôi gấp rút chuẩn bị cái kỳ tụng Tam Tạng Thánh Điển năm nay sẽ được tổ chức tại chùa Vũ Long. Vừa rồi đó thì ở bên Ấn Độ người ta có báo về là sẽ tổ chức vào tháng 3 năm 2021 tại Bồ Đề Đạo Tràng. Nhưng mà chúng tôi không dám đi quý vị, sợ cái mùa dịch này, thành ra không có dám đi. Thì cuối cùng họp lại với ban tổ chức thì sẽ tổ chức tụng Tam Tạng tại chùa Bủ Long. Do cái công việc tổ chức với một cái đại lễ rất là lớn, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà có tổ chức tại chùa Bủ Long đó, thì cái số người tham dự để mà tụng thì chắc có lẽ cũng 500 người, 700 người, hoặc là có khi sẽ lên tới 1.000 người. Thành ra quý vị biết rằng cái điều kiện y tế, an ninh, rồi ăn uống, rồi lưu trú lại mà một số lượng người rất là lớn. Thành ra nó có nhiều cái điều mà chúng tôi đã họp hôm nay là hai kỳ rồi. Hai kỳ rồi thì tạm ổn. Và cũng tạm ổn rồi. Nhưng mà chỉ có một cái điều cuối cùng là rất là lo lắng. Có nghĩa là xin cái giấy phép. Xin cái giấy phép để mà mình tổ chức lễ. Một cái lễ rất là lớn. Mà đối với bản thân của chúng tôi đó thì rất là nhỏ bé. Tuy rằng mang cái danh là trưởng đoàn, mang cái danh là trưởng ban, chứ thật sự ra đó thì chúng tôi không có cái chức vụ, không có tên tuổi gì quý vị. Chỉ có ở đầu mà ai mà người ta bận quá, bệnh hoạn, bận gì đó, người ta không có giảng được thì mới nhờ chúng tôi giảng giùm thôi. Chứ ngoài ra đó, ngoài ra thì không có một cái chức vụ gì hết. Mà đối với cái vấn đề mà xin giấy phép đó, thì mình phải tìm, phải tìm cách, tìm người, tìm cách để mà xin cái giấy phép. Thì ở trong hai cái cuộc họp vừa rồi đó, thì cũng có những cái y bác sĩ hoặc là bên cái công ty bảo vệ, người ta sẵn sàng ủng hộ và người ta đã vẽ chương trình sơ đồ, nói chung là rất là chu đáo để cho mình như là có người, người ta nhận ra từng khâu như vậy để mà mình xin giấy phép. Thì những khâu tổ chức từ Chư Tăng, rồi các vị tu nữ, rồi bên y tế, bên bảo vệ, nói chung là sẵn sàng hết rồi.
sẵn sàng, nói chung là ai người ta cũng nhiệt tình, nhiệt tình để mà người ta nhận cái vai trò trách nhiệm. Mà quý vị biết rằng là định là tổ chức là tụng kinh 10 ngày, nhưng mà thấy cái cơ sở vật chất thì nó không có đủ, thành ra đuôi lại còn 7 ngày. Nhưng mà bây giờ không biết là cái khâu xin giấy phép rất là khó. Nếu mà sau khi mà xin giấy phép mà thành công thì chúng tôi sẽ đăng lên để mà báo cho quý vị biết cái tin mừng. Thật sự ra thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được có một cái lễ hội mà mình tụng Tam Tạng Kinh Điển, được bắt bằng tụng những cái bài kinh trường bộ trước vào buổi sáng và buổi trưa sẽ tụng kinh trường bộ, rồi buổi tối đó thì các vị giảng sư sẽ thuyết giảng lại cái nội dung mà cái bài kinh mà mình đã tụng ở trong ngày suốt 7 ngày như vậy. Thành ra nếu mà làm được cái điều này thì chúng tôi nghĩ rằng cũng rất là tốt cho cộng đồng Phật giáo nguyên thủy của chúng ta. Mà quý vị biết rằng tổ chức một cái lễ như vậy đó thì rất là lớn, số lượng người rất là đông, kéo dài nhiều ngày như vậy cũng rất là nhiều khê. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng có cái sự trợ giúp của tất cả mọi người chắc có lẽ sẽ thực hiện được. Cũng mong chư thiên làm sao chuyển tâm cho mấy ngày mà có quyền lực ký phê duyệt cho chúng tôi được thực hiện cái ước nguyện này tại cái chùa nhà của mình. Cái chùa nhà của mình có nghĩa là chùa Vũ Long là giống như là một cái trung tâm của Phật giáo rồi quý vị, trung tâm Phật giáo nguyên thủy rồi. Thành ra chúng tôi vừa trở về rồi nghe Thượng Tọa Tây Quyền bận công việc một chút nữa sẽ vẫy hoặc có lẽ là không vào, nên chúng tôi phải tức tốc cố gắng chạy vào trung để tiếp tục sinh hoạt. Rồi, vài điều chia sẻ với quý vị về cái công việc sắp tới đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại bài học của lớp Pháp Cú Kinh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học câu kệ Pháp Cú Kinh số 329. Vậy thì bây giờ là chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thích nghĩa từ vựng. Nô chê lát phê thá ní bát căng sát ha văn. Nô chê lát phê thá ní bát căng sát ha văn. Nô chê lát phê thá ní bát căng sát ha văn. Sát thình cha răng sa thú biết ha rí thi răng. Sát thình cha răng sa thú quyết ha rí thi răng. Sát thình cha răng sa thú quyết ha rí thi răng. Ra cha quá rách thăng quyết chí tăng ha giá. Ra cha quá rách thăng quyết chí tăng bát ha giá. Ra cha quá rách thăng quyết chí tăng bát ha giá. Ê cô chát rê ma tăng gác ranh nhê quát na gô. Ê cô chát rê ma tăng gác ranh nhê quát na gô. Ê cô chát rê ma tăng gác ranh nhê quát na gô. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái bất biến từ no. No ở đây có nghĩa là không. No có nghĩa là không. Chê có nghĩa là nếu. Chê có nghĩa là nếu. Lát phê thá có nghĩa là đạt được.
Lapheta có nghĩa là đạt được. Nibbakan, Nibbakan, Nibbakan có nghĩa là khôn ngoan. Sát hai văn, sát hai văn ở đây có nghĩa là bạn bè. Sát hai giá, sát hai văn, sát hai văn là do chia đối cách văn bạn bè. Sát thình chá răng, sát thình chá răng ở đây có nghĩa là đồng hành, đồng hành hay là sống chung, đồng hành hay là sống chung. Sát thình chá răng. Sa thú quý ha rít thi, sa thú quý ha rít thi răng ở đây nó là một cái liên từ. Sa thú là tốt, quyết ha rí, quyết ha rí là sống hay là nơi ở, sinh sống hay là nơi ở. Thi rá, thi rá có nghĩa là bậc trí. Vậy thì ba cái danh từ này phối hợp lại thành một cái liên từ được chia theo đó số ít. Vậy thì chúng ta sẽ lấy cái nghĩa là bậc trí sống tốt lành. Bậc trí sống lành. Sa thú quý ha viết thi răng, bậc trí sống tốt lành. Rồi, ở đầu dòng thứ ba chúng ta có một cái danh từ Raja. Raja có nghĩa là đức vua. Raja có nghĩa là đức vua. Vá, vá này là nó đồng nghĩa với ý vá đó, ý vá. Ví như rách thăng, rách thăng có nghĩa là quốc độ hay là đất nước. Rách quốc độ hay là đất nước. Dạ, quý vị chờ chút rồi chút. Dạ, xin nghe. Alo. Sư hả? Sư đâu có cầm giấy chứng tử bữa đó đâu. Dạ. 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 Sư, sư bữa đó sư lên sao hết mà. Dạ. Dạ không. Dạ không, không, sư không có cầm giấy chứng tử đó. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, sư đang giảng bài. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Dạ, xin lỗi quý vị nha. À, chúng ta bắt đầu tiếp tục. À, chúng ta tiếp tục. Rắc thăng, quốc độ hay là đất nước. Đúng rồi. Quý chí tăng, quý chí tăng có nghĩa là chiến thắng hay là chinh phục. Quý chí tăng, chiến thắng hay là chinh phục. Bát hà giá, bát hà giá có nghĩa là từ bỏ. Bát hà giá là từ bỏ.
Eco, eco là một mình. Eco là một mình. Chát rê nên sống. Chát rê nên sống. Ma tăng gác ranh nhê có nghĩa là voi ma tăng gác sống trong rừng. Voi, con voi tên ma tăng gá đó, sống ở trong rừng, sống trong rừng. Ma tăng gá ranh nhê. Ý vá là vá, là ví như. Ví như Nago là con voi. Danh từ Naga được chia theo chủ cách số ít, thành ra trở thành Nago. Như voi sống rừng voi. Như voi sống rừng. Vậy thì chúng ta đã bước qua được phần từ vựng. Cảm ơn bạn đã mang hình cho các vị Phật tử tiện bề thêm. Nô chê láp phê thác ní bát căng sát ha dân sát thinh chát răng sa thú quyết ha rít thi răng ra cha quá rách thăng chí tăng bát ha giác ê cô chát rê ma tăng gác ranh nhê quá na gô. Không gặp bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, như voi bỏ nước bại, hãy sống riêng độc cư. Như voi sống, hãy sống, dạ xin lỗi, hãy sống riêng cô độc. Không gặp bạn hiền trí, đáng sống chung hạnh lành, như vua bỏ nước bại, hãy sống riêng cô độc. Như voi sống rừng voi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kính thưa quý vị, vậy thì chúng ta đã hoàn thành được cái phần nghĩa từ vựng rồi. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục với cái phần duyên sự và ý nghĩa. Vậy thì trước khi đi vào phần duyên sự và ý nghĩa thì chúng tôi xin được làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang appivadimi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatibandho bhagavato savaka sangho sangkhang nammami lokassana thang varamuttamahang buddhang cha dhammang cha bannamami sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước quát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị, thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giác. Kính thưa quý vị, ở trong cái bài học này đó thì một loạt ba câu kệ 328, 329, 330 nó có cùng một cái duyên sự, cùng một cái duyên sự. Thì cái duyên sự của cái câu chuyện này đó thì Đức Thế Tôn ngài thuyết lại, ngài đã thuyết lại khi mà ngài trú ngụ ở trong một cái khu rừng, khi mà ngài trú ngụ ở trong một cái khu rừng Bali Lê Giá Cá. Thì cái duyên sự của cái bài kệ này á, thì
Thì quý vị thấy rằng á, nó liên quan đến một cái bài mà chúng ta đã học trước kia rồi, ở trong cái phẩm sông yếu đó. Thì thật sự ra đó, khi mà chúng ta nhắc lại cái duyên sự này á, nó cũng rất là hay quý vị. Không phải là tự nhiên mà Đức Phật lại bỏ vào, Đức Phật lại bỏ vào ở trong một cái khu rừng ở một mình. Không phải là tự nhiên như vậy quý vị. Đó là do đâu quý vị? Do cái câu chuyện mà hai nhóm của các vị sư đó có cái sự mà xích mích, gây gổ với nhau. Rồi Đức Thế Tôn khuyên ngăn các vị không có nghe. Thành ra đó, lúc đó, Đức Thế Tôn mới bỏ đi vào ở trong một cái khu rừng. Đức Thế Tôn ở trong đó. Quý vị biết cái câu chuyện này á, có nhiều người người ta nói á, là Đức Thế Tôn á, là cái người, một cái vị A-ra-hăn đã bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn trừ được phiền não rồi. Thì lúc đó tại sao Ngài bỏ vô rừng chi? Có nghĩa là quý vị biết rằng có nhiều người người ta nghĩ rằng Đức Phật giận, Đức Phật giận. Cái điều này nó không có quý vị. Không phải. Không phải. Cái sự hiện hữu của Đức Thế Tôn á, khi mà có mặt ở nơi có cái hội chúng, để chỉ vị, để Ngài thuyết giảng, Ngài giáo giới cho các vị, để mà có một cái đời sống phạm hạnh. Còn bây giờ mấy vị không nghe thì thôi, mấy vị không nghe thì lúc đó Tôn Ngài đi vào rừng để mà Ngài giữ cái hạnh độc cư. Đối với quý vị thấy rằng đối với cái bậc thánh, bậc thánh chúng ta đừng nói đến mà bậc thánh, ngay cả như chúng ta cũng vậy nè quý vị. Ngay cả như chúng ta cũng vậy, trước kia đó thì có thể chúng ta tìm những cái nơi phồn hoa đô thị, nhưng mà nếu mà bây giờ đó, giả dụ như cho quý vị là một cái người mà đời sống quý vị ổn định rồi, về sức khỏe, về kinh tế, về tinh thần vân vân ổn định rồi, mà quý vị đã biết được Phật pháp, thì nếu mà cho quý vị có thời gian á, thì quý vị sáng gì quý vị? Bây giờ thí dụ như cho quý vị đi một chuyến xe đường dài đó, giờ quý vị biết được Phật pháp rồi, quý vị sẽ làm gì? Chúng tôi biết chắc chắn, một là cái người nào mà đã từng hành thiền thì lúc đó người ta sẽ tìm cái chỗ nào người ta ngồi yên ở đó người ta hành thiền. Còn nếu mà cái vị nào mà thích nghe thuyết pháp là sẽ tìm những cái bài pháp để nghe. Rồi nếu mà cái vị nào mà thích đọc về kinh điển thì sẽ tìm những cái bài kinh để đọc. Đó, thì quý vị nghĩ đi, chúng ta là phàm phu mà khi mà chúng ta có cái thời gian rảnh, chúng ta còn phàm phu ấy nha, mà chúng ta có cái thời gian rảnh thì tự nhiên là chúng ta sẽ tìm cái đời sống nào mà cái sự an trú nào mà được an vui, là chúng ta sẽ trú vào ở trong đó. Chứ chúng ta không có còn tìm đến cái chỗ đông người nữa quý vị. Ở đây á, thật sự ra đó, nhiều khi á, mình thấy cái con người mình tu tập á, mà nó có tiến bộ hay không á, là mình nhìn, mình điểm lại cái đời sống của mình trong cái thời gian vừa qua là mình biết liền. Trước kia nếu mà mình rảnh, mình sẽ rủ mọi người tụ tập nhau lại để mà ăn uống, hoặc là để nói chuyện xóm trên xóm dưới, con bà này con bà kia vân vân. Nhưng mà khi mà mình biết tu tập rồi đó, mình có thời gian rảnh á, thì mình không có tụ tập nữa, mà mình sẽ tìm, mình an trú ở trong thiện pháp. Thì quý vị thấy rằng mình kiểm soát lại cái điều đó, là mình đánh giá được là cái sự tu tập của mình nó có thay đổi, nó có cái như là có tiến triển hay không, là chúng ta nhìn lại cái đó là chúng ta biết đó. Mà chúng ta nhìn lại mà chúng ta thấy thời gian vừa qua đó mà mình tu mà coi như là hãy mà mình rảnh rảnh cái đầu là mình lỡ mình xúm lại mình bàn cái chuyện này chuyện kia, chùa này nấu ăn ngon, chùa kia nấu ăn dở, chùa này đông chùa kia vắng, đồ này kia, là coi như là rồi là cái sự tu tập của mình đó là nó không có ảnh hưởng, nó không có ảnh hưởng đó. Thành ra mình muốn đánh giá, mình muốn biết cái sự tu tập của mình đó,
là mình phải nhìn qua những cái góc độ này. Thì trở lại cái câu chuyện á, thì quý vị thấy rằng á, lúc này á, là do Đức Phật á, không phải là ngày ngày buồn, ngày giận gì hết. Nhưng mà cái sự có mặt của Ngài để Ngài giáo giới, hoặc là để mà Ngài làm cho cái hội chúng được thanh tịnh. Mà bây giờ các vị không nghe, không ai nghe Ngài. Thành ra Ngài đi vào rừng sống, Ngài vào rừng để mà Ngài sống cái đời sống độc cư. Cũng giống như là bây giờ là mình hết việc làm rồi. Mình hết việc làm rồi thì mình sẽ đi nơi khác thôi. Đó, thành ra đó có nhiều người người ta nghĩ sai cái chỗ này. Người ta nói Đức Phật giận, không có giận. Ngài không có giận. Lúc đó là Ngài thấy rằng không có thuyết pháp, không có giảng đạo, không có làm gì cái chỗ đó. Thôi Ngài đi sống cái đời sống độc cư. Đó, thành ra chúng ta cái điểm này đó, tuy rằng nó nhỏ, nhưng mà chúng ta phải hiểu, chúng ta phải hiểu để không thôi sau này những người người ta mới vào đạo, hoặc là những cái ngoại đạo vân vân, người ta sẽ cật phấn mình cái chỗ này. Đó, thì lúc đó đó thì quý vị thấy rằng Đức Phật á, khi mà Ngài vô Ngài trú ở trong rừng, Ngài trú ở trong rừng á, quý vị biết rằng là 3 tháng trời như vậy, thì lúc đó, đó nói chung là các cái vị mà đại gia đình, các cái vị đại gia đình nè, rồi trong đó cũng có các vị tỳ khu nữa, rất là nhiều người, thành ra không có được nghe Đức Phật thuyết pháp, không có được nghe Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật vô rừng ở rồi đó, thành ra đó là các cái vị này mới hợp lại với nhau, để mà tìm Ngài Ananda, thành ra mới hỏi Ngài Ananda, bây giờ Đức Phật ngự ở chỗ nào? Ngài hãy dẫn chúng con đi đến để mà thỉnh Đức Phật trở về. Đã lâu rồi, 3 tháng nay con không có được nghe cái âm thanh, cái giọng của Đức Phật thuyết pháp. Đó, thì quý vị thấy rằng khi mà họ yêu cầu Đại Đức Ananda, phải nói là thỉnh cầu Đại Đức Ananda, thành ra đó Đại Đức Ananda đó mới đi vào rừng để mà thỉnh Đức Phật. Nhưng mà quý vị thấy rằng Ngài Ananda đó, quý vị thấy ở trong kinh điển đó, để là Ngài là một cái vị thánh tu đầu quần, Ngài là một cái vị, ủa sao không bỏ bên bếp luôn sư, mai bỏ. Ngài Ananda đó, Ngài là một cái vị thánh tu đầu quần, nhưng mà một vị thánh tu đầu quần tứ tệ phân tích nha quý vị. Chúng ta phải nhớ cái điểm này, chúng tôi hồi trước á, chúng tôi cũng nghe hai vị sư có cái sự mà cãi cọ với nhau, một vị thì bữa nói rằng là Ngài Ananda đó là một cái vị thánh, tu đầu quần, nhưng mà tứ tệ phân tích. Thì cái vị sư kia mới nói làm gì có, thường thường là nghe A La Hán tứ tệ phân tích, A La Hán lục thông, chứ đâu có nghe bậc thánh tu đầu quần mà tứ tệ phân tích. Đó, thì quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nghe hai vị tranh cãi với nhau, thì chúng tôi cũng chưa có xen vô, tại vì mình chưa có biết rõ. Nhưng mà lúc đó tình cờ chúng tôi vào, chúng tôi coi lại ở trong cái bài Hạnh Phúc Kinh đó, thì cũng có ở trong cái phần chú giải của bài Hạnh Phúc Kinh đó, cũng có đề cập đến, là Ngài Ananda là một cái bậc thánh tu đầu quần mà có tứ tuệ phân tích. Rồi lần sau này chúng tôi lại tiếp tục gặp được ở trong chú giải của bài kinh Tứ Niệm Xứ, cũng có đề cập đến Ngài Ananda là một vị thánh tu đầu quần mà tứ tuệ phân tích luôn. Vậy thì chúng tôi đã vô tình gặp được hai cái bản chú giải đều nói Ngài Ananda là một vị thánh tu đầu quần mà có tứ tuệ phân tích. Đó, thành ra đó quý vị biết rằng chúng tôi cũng can thiệp, can thiệp kịp thời với những cái vị mà đang tranh cãi với nhau. Đó, thì ở đây á,
Tại sao mà chúng tôi đề cập đến cái điều này quý vị? Quý vị biết Ngài Nan Đa đó, Ngài là một cái bậc thông tuệ mà, một cái bậc mà có trí tuệ. Ngài cũng dẫn các vị tỳ khu rồi cái hội chúng để mà đi vào rừng thỉnh Đức Thế Tôn. Nhưng mà khi đi đến đó rồi á, quý vị biết á, là Ngài mới suy nghĩ, Ngài mới suy nghĩ rằng là Đức Thế Tôn đã ở trong rừng 3 tháng rồi. Bây giờ mà mình dẫn người đi đến ồn ào mà không đông người như vậy đó, mà không có báo trước cho Đức Thế Tôn là không được, là không được. Đó quý vị thấy không? Đó, lúc đó rồi Ngài mới kêu các vị á, là đứng ở bìa rừng chờ Ngài đi. Ngài vô Ngài thỉnh ý Đức Thế Tôn. Rồi khi mà Ngài vô Ngài thỉnh ý Đức Thế Tôn á, quý vị biết á, lúc đó cái con voi mà nó chăm sóc Đức Thế Tôn, Đức Phật của chúng ta đó, ở trong rừng đó, mấy tháng nay đó, thì nó mới quắn cái khúc cây lại để mà nó chặn Ngài Nan Đa, nó không cho Ngài Nan Đa vô. Thì nó sợ là Ngài Nan Đa sẽ thỉnh Đức Phật trở về làng đó, thành ra nó mất đi Đức Thế Tôn, nó không chịu. Nhưng mà lúc đó quý vị thấy rằng bậc đạo sư của chúng ta đó, mới nói với con voi á, nói với con voi á, đó là Ngài Ananda là đệ tử, đệ tử của ta, đệ tử của ta. Quý vị thấy không? Thầy trò, thầy trò đối xử với nhau đúng tình, đúng tình người thầy với người trò, đúng tình người trò với người thầy, đúng quý vị. Thật sự ra chúng tôi đọc những cái giai thoại này nè, chúng tôi thấy mình không biết, chắc chúng tôi cũng ra để mà tạo phước, để trong những đời sống sau đó, mình có làm một cái người trò đó thì cũng tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của người trò. Và nếu mà mình có làm cái người thầy đó thì cũng phải đầy đủ cái phận sự, cái trách nhiệm của cái vị thầy. Quý vị, chúng tôi nó thật sự ra đó, quý vị biết không, có nhiều khi chúng tôi rất là buồn, có những lúc mình đi mình gặp những vị trưởng lão, những vị trưởng lão, khi mà mình đảnh lễ mình chào mấy ngài, do có nhiều vị, nhiều người đang tiếp những cái thí chủ đó, những cái đại thí chủ đó, rồi không ngó ngàng gì tới mình, không có ngàng gì tới mình, thì quý vị biết rằng đối với bản thân của chúng tôi thì mấy cái điều đó chúng tôi nhìn thấy nó bình thường rồi, nó nhiều cái nó bình thường rồi. Nhưng mà nó kẹt một cái đó, mình về đó, mình dạy lại những vị sư nhỏ không được. Mình về mình dạy lại những vị sư nhỏ không được. Quý vị, mấy vị sư mà mới tu đó, chúng tôi nói á, mấy sư đi đến á, chùa gặp vị trụ trì phải đảnh lễ đàng hoàng. Để không thôi các vị la tôi, rồi tôi về á, là tôi sẽ la lại mấy sư, rồi nó phiền não, mà hãy mà phiền não á, thì không có soạn bài được, không có tu tập được. Nếu mà đời tu này đó mà bị phiền não á, rất là khó soạn bài. Quý vị biết cái tâm tư của chúng tôi đó, khi mà được khỏe khoắn, được thoải mái á, chỉ nhìn vô cái là chúng tôi nhớ từng chi pháp liền, nhớ từng chi pháp liền đó. Nhưng mà cái tâm tư mà nó phiền não á, nhìn vô nó không có thấy chữ luôn. Thậm chí quý vị biết đó, nhất là lúc mà những lúc mà soạn ở trong những cái bài kinh Trung Bộ á, soạn để mà giảng á, quý vị biết rằng chúng tôi nhìn vào cái bản kinh á, mà chúng tôi bị căng thẳng đến nỗi mà giống như là mình cảm thấy là hai con mắt mình nó không có thấy đường, đúng không quý vị? Là do mình bị căng thẳng quá. Nhưng mà khi mà cái tâm tư của mình á, mà nó hoan hỷ á, quý vị biết, nhìn vô cái bài kinh á, là tự nhiên là mình nhớ tới những cái chi pháp nó rất là cần thiết. Cũng như quý vị biết bài kinh này á, khi mà nhìn tới, đọc tới cái tên của Ngài Ananda đó, là mình nhớ những cái giai thoại của Ngài rất là nhiều. Đó, thì trở lại cái vấn đề này đó, thì quý vị thấy rằng đối với Đức Phật hoặc là các bậc trưởng lão ngày xưa, thầy với trò, trò với thầy, có cái phận sự, có cái sự liên kết, cái trách nhiệm với nhau rất là nhiều. Đó, thành ra quý vị biết đó, có nhiều lúc đó, chúng tôi nói với các vị sư mới tu, tôi đi đến chùa người ta, mấy sư gặp mấy vị trụ trì, mấy sư phải đảnh lễ, chứ không thôi là tôi bị la, tôi bị la về tôi phiền não lắm, tôi rất là khó để mà giảng bài. Mà cái công việc của chúng tôi là mấy sư biết là giảng là nó nhiều, giảng là nó nhiều,
không giảng ở Banh Thóc, cũng phải giảng ở chùa này chùa kia, rất là giảng, đi giảng rất là nhiều mà hãy mà phiền não là không có soạn bài được đó. Thì quý vị biết có nhiều vị trả lời với chúng tôi sao không? Con đánh lái mà vị đó không ngó, con chào con đánh lái mà vị đó không ngó. Thì giờ hỏi quý vị sao? Chính bản thân mình cũng đã từng gặp những cái trường hợp đó rồi, đã từng gặp những cái trường hợp đó rồi quý vị. Mà quý vị nghĩ đi, cũng như ngay cả bản thân của chúng tôi nè, quý vị biết không? Có nhiều người người ta nói, người này nói qua người kia, nói chờ sự hợp tính chưa có lên làm trụ trì mà chào ông không thèm ngó, chào ông không thèm ngó rồi. Thì quý vị biết khi mà chúng tôi nghe người ta kể lại đó, chúng tôi nói chào không thèm ngó nào, nó mệt muốn không có thấy đường luôn. Quý vị biết chúng tôi hỏi hồi nào chào hồi nào mà không thèm ngó. Nói là cái ngày mà hồi bữa mà làm lễ tang của Hòa Thượng Giác Chánh, Đức Trưởng Lão, Cố Trưởng Lão Giác Chánh. Chúng tôi nói trời ơi, trong cái ngày đó bao nhiêu người mà thấy chúng tôi ngồi ở trên chiếc xe tang, mà ngủ gục ở trên chiếc xe tang luôn, mà đến nỗi mà cái ông quay phim mà ông còn phải cắt đi cái đoạn phim đó nữa. Ông thấy chúng tôi ngồi ngủ gục ở trên đó, ông còn phải cắt đi cái đoạn phim đó nữa mà. Quý vị biết con người ta trách là mình nè, cái ngày đó, cái lúc đó người ta chào mà mình không gặp, mình không có đáp lại quý vị, có nghĩa là mình không nhìn lại đó. Thành ra chính bản thân mình cũng biết là có nhiều vị nhỏ, là nhiều vị nhỏ đó, khi mà mình mấy vị mới tu đó, chúng tôi nói mình đi đến mình phải chào. Quý vị mới nói là có nhiều khi chào không ai ngó là hết đó. Thành ra chúng tôi mới nói không ai ngó, không ngó gì cả, nhưng mà đối với mình làm trò, đối với mình là cái bậc mới tu, mình phải nghĩ đến cái ân đức của những cái vị đã gìn giữ cái ngôi chùa đó lâu rồi. Mình nghĩ đi, cái công của cái ông bảo vệ mà 10 năm, 20 năm á, ổng cũng có cái tiền thâm niên, ngoài cái tiền lương ra đó thì cũng phải có cái tiền thâm niên. Thì một vị mà người ta trụ trì, mà người ta đã gìn giữ cái ngôi chùa mấy chục năm rồi, nó thì dù sao cái công đức của người ta cũng rất là nhiều ở trong đó. Mình chỉ tính mình ngủ mà giữ chùa thôi cũng biết bao nhiêu là công đức rồi. Mình nhìn cái đó để mà mình quý đó. Bây giờ trở lại với cái điều này á, thì quý vị thấy rằng Ngà Năng Đa ngày đến, Ngà giữa thầy và trò đối xử với nhau, Ngà quý vị đọc mà mình ngồi mình suy ngẫm mình mới thấy Ngà. Ngài A Nan Đa kính Đức Phật, và Đức Phật cũng thương tưởng đến cái bậc nhỏ hơn mình là Ngài A Nan Đa. Rồi đến nỗi mà quý vị biết á, khi đó nó con voi á, nó thấy cái sự can thiệp của Đức Phật rồi. Mà quý vị biết ở trong chú giải mới nói á, là con voi á là nó muốn là thỉnh nó để mà nó cầm y bát của Ngài A Nan Đa đó, để như là bày tỏ cái sự thân thiện, mà Ngài A Nan Đa ngài không đưa đó. Thì con voi á, nó mới suy nghĩ ở trong tâm á, nghe nói á, là Ngài A Nan Đa là một cái bậc thông tuệ. Thông tuệ có nghĩa là một cái bậc trí tuệ. Thì nếu mà cái bậc có trí tuệ á, không bao giờ để y bát của mình mà trên cái chỗ của bậc đạo sư mình ngồi, hoặc là bậc đạo sư mình nằm. Có nghĩa là mình đi đến cái vị thầy của mình á, không thể nào mà mình để những cái tư cụ, những cái dụng cụ của mình mà ở trên cái giường nằm của cái vị thầy mình được đó. Thì rõ ràng là quý vị biết rằng Ngài A Nan Đa ngày để y bát của ngài ở dưới đất, ở dưới nền đất, rồi quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn. Rồi lúc đó thì quý vị thấy không, một cái vị mà thị giả của Đức Phật, coi như là không có một cái sự sơ xuất, không có một cái sự sơ xuất nha quý vị. Đó, lúc đó đó quý vị thấy rằng Đức Phật mới hỏi đi đến đây với ai rồi này kia, ngài mới nói là đi đến đây với 500 vị tỳ khu đồ này kia. Đó thì Đức Phật nói là các vị đó ở đâu, rồi Ngài A Nan Đa ngài nói là đứng ở bìa rừng chờ Đức Thế Tôn, không có dám vào, đi đến đây thỉnh ý Đức Thế Tôn trước rồi mới cho các vị vào. Thì lúc đó đó quý vị biết đó là Đức Phật mời 500 vị tỳ khu đó vào. Thì khi mà 500 vị tỳ khu đó vào rồi đó, thì quý vị thấy đó các vị tỳ khu mới bạch Đức Thế Tôn, ngài là một cái đấng mà tối thượng giác, ngài là một cái vị mà gọi là pháp vương cao thượng, mà ngài ở trong rừng có mình ngài trong 3 tháng nay rồi, ai phục vụ, ai phục dịch, ai phục vụ cho Đức Thế Tôn.
Thì lúc đó Đức Thế Tôn mới chỉ đó con voi đó đó, con voi Balayaka đó, con voi đó đã phục vụ Như Lai ở trong suốt 3 tháng đó. Đó thì sẵn nhân cái dịp này Đức Phật mới thuyết lên cái câu cái câu kệ quý vị đưa cái câu kệ của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu lên đó, chúng tôi mới mới giải thích được. Còn cái câu kệ này ra đi trên bước đường đời, cái câu này cái văn thì nó hay nhưng mà không có tìm được cái ý ở trong đó để mà giảng. Dạ. Thì lúc đó nhân cái dịp này Đức Phật mới thuyết lên cái câu kệ này. Đó, không gặp được bạn hiền trí đáng sống chung hạnh lành, không gặp được bạn hiền trí. Ở đây thì quý vị thấy rằng đối với cái bậc mà bạn hiền trí đó, cái bậc mà bạn hiền trí á, sa thú quyết ha rít thi răng á, là có nghĩa là cái bậc mà có phong cách, cái bậc mà chân chánh, cái bậc mà có trí tuệ, cái bậc mà sáng suốt và thận trọng. Đó, thành ra quý vị thấy rằng đối với một người mà coi như là mình mà khi mà mình gặp được cái bậc mà có trí thì mình sống chung á, mình sẽ không có sợ cái sự phiền não nó sanh khởi. Thật sự ra quý vị thấy không, khi mà quý vị mà gặp được những cái bậc trưởng lão, những cái bậc mà tu hành có oai nghi tế hạnh chân chánh vân vân đó, thì quý vị thấy rằng mình tự nhiên mình rất là muốn tu, quý vị mình rất là muốn tu. Khi mà mình gặp những cái bậc mà có cái tâm từ thì mình cũng ảnh hưởng nữa quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị đi đến quý vị đảnh lễ một cái bậc trưởng lão mà quý vị thấy cái bậc đó có tâm từ, tâm từ này đó là ở cái điều này đó, thật ra đó là mình phải có một cái chiều sâu của tâm hồn mình mới cảm nhận được, chứ không phải mà nói bằng miệng. Quý vị thấy rằng mình đi đến cái vị đó cũng như là có cái sự mát mẻ, khi mà mình hỏi một cái điều gì đó hoặc là mình làm một cái gì đó, ngài cũng có cái sự mà cũng như là chú tâm đến, và khi mà nói với mình cũng bằng cái tâm từ tác động đến, hoặc là một cái hành động gì đó cũng do tâm từ tác động đến. Thường thường quý vị mà gặp những cái bậc này là tự nhiên là mình rất là ham tu. Hoặc là quý vị mà gặp những cái vị mà thí dụ như là hành thiền thì quý vị sẽ rất là ham hành thiền. Còn nếu mà quý vị đi đến chùa mà quý vị gặp một cái lớp học, chùa đó có một cái lớp học, thì quý vị sẽ ước ao mình được vô đó mình ngồi mình học. Đó, thành ra quý vị thấy rằng nhờ như vậy đó mà mình mới ngăn cản được những cái phiền não nó đến với mình. Đó, thì khi mà mình sống chung với một cái bậc hiền trí, một cái bậc mà có cái tâm từ đó, thì quý vị thấy rằng là coi như là cái sự nguy hiểm của mình nó giảm đi rất là nhiều. Mà những cái phiền não, ái dục, sân hận, ngã mạn, tà kiến vân vân, nó sẽ bị ngăn chặn lại, ngăn chặn lại. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng Đức Phật mới dạy cho những cái vị tỳ khưu này, nếu mà mình tìm được một cái bạn hiền trí, cái bậc chân tu đó, thì đáng sống chung thì mình phải ráng mình sống chung. Còn nếu mà mình tìm mà không gặp được cái bậc trí, thì lúc đó đó mình giống như cái gì quý vị, giống như vua mà bỏ nước, bỏ cái quốc độ mà bị bại vong, giống như vua mà bỏ cái quốc độ đó không phát triển được đời sống tâm linh, không phát triển được kinh tế, khoa học, chính trị vân vân. Mình cảm thấy là thôi dân mình ngu quá, thằng dân mình ngu quá thôi, coi như là hoặc là sống ác pháp quá này kia, giống như là thôi mình cai trị quốc độ này chi cho mệt, nó càng thêm cái tội lỗi, nó càng thêm cái tội lỗi. Vậy thì hãy bỏ cái quốc độ đó để mà tìm cái đời sống độc cư. Đó, mà cái đời sống độc cư này giống như cái gì vậy? Giống như voi mà sống ở trong rừng voi,
là con voi, quý vị thấy rằng loài voi đó, khi mà voi mà voi già rồi đó là sẽ tìm cái đời sống là ở trong rừng sâu. Tại vì ở trong rừng sâu á, là voi á, không có bị quấy nhiễu bởi những cái đàn voi con đó, thành ra không có bị những cái sự mà quấy nhiễu đó, thành ra sống cái đời sống nó được an lạc đó. Thì vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái những cái câu kệ này đó, quý vị biết rằng là coi như là Đức Phật thuyết cho 500 vị tỳ kheo này nghe, rồi dứt cái thời pháp này là 500 vị đó chứng đạo quả A La Hán, chứng đạo quả A La Hán hết. Rất tiếc là cái thời gian nó không có nhiều để cho chúng tôi mà đi sâu vào những cái ý nghĩa của cái chữ mà sa thú quý ha rí thi răng bậc trí, bậc trí đó. Tại vì ở trong đây đó, bậc trí đó, mà sống một mình đó quý vị, sống một mình không phải là sống một mình là giống như mình đi lang thang đâu, không phải đâu. Sống một mình có nghĩa là không có đi chung với phiền não, sống một mình là không có đi chung với phiền não ở trong tứ quan nghi và các quan nghi phụ. Mình sống một mình là có nghĩa là sống không có đi chung với phiền não đó, nhưng mà do cái thời gian nó không có, nó không có đủ để mà đi sâu vào, nên chúng tôi chỉ nói sơ sơ ở ngoài đây thôi. Có nghĩa là đời sống này mà mình khi nào mà mình sống ở tại gia hoặc là xuất gia gì cũng vậy, nếu mà mình cảm thấy cái nơi đó, những người đó làm cho mình phát triển được giới định tuệ thì mình sẽ ráng cố gắng sống chung. Còn những cái người nào mà hoặc là cái nơi nào mà làm cho mình phát triển tăng thịnh về tham sân si thì mình hãy giống như là một cái vị vua mà bỏ cái nước đất nước bại đó, đất nước mà thần dân nó phá quá đó, thành ra ông vua ông bỏ nước ông đi chứ cai trị chi để mà mình bị thêm tội lỗi, bị thêm tội lỗi. Thì cũng vậy, giống như ông vua mà bỏ nước bại để mà ra đi thì mình cũng vậy. Nếu mà mình gặp nơi đó, cái địa điểm đó, rồi những người ở xung quanh đó mà làm cho mình bị phiền não thì mình sẽ rời cái chỗ đó đi, giống như là vua mà bỏ đất nước đi, rồi để chi? Để được cái sự an lạc, giống như ngôi già mà sống ở giữa rừng già thì có cái sự an lạc thì cái đời sống đó nó sẽ tốt hơn. Đây là những ý chúng tôi xin được thuyết giảng qua câu kệ Pháp Cú Kinh số 329. Bây giờ xin được kết thúc bài học này. Với cái phần phước này xin thành tâm dâng đến Chư Tôn Đức Tăng và xin chia điều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin thành tâm hồi hướng phước này đến tất cả các thiên, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích, chư thiên tứ đại thiên vương, chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, luôn cả các vị Long Vương Càng Các Bà Ngã Quỷ A Tu La, những chúng sanh Dạ So, những chúng sanh Phước Mạch Phước Mài, chư thiên Chúa Diêm Vương, chư vị thầy tổ đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp hoặc trong hiện tại này, cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài hoan hỷ thọ lãnh đồng niệm nhau cả thải. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ sa thú, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính đã giảng bài học số 329 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ chúng con kính tri ân đại đức. Dạ con kính thỉnh thường tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ con kính dân bích đính sư. Watu sapa mangalang rakan tu sapa de watu sapa buddha nu bahwe nesada sati bawan tu de watu sapa mangalang rakan tu sapa de watu sapa dhamma nu bahwe nesada sati bawan tu de watu sapa mangalang rakan tu sapa de watu sapa sangha nu bahwe nesada sati bawan tu de
Tất cả anh Phúc An có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo Pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.